Trước đề nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vốn điều lệ cho quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước là 837,25 tỷ đồng. Thực hiện quy định tại quyết định số 601, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 119 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vốn điều lệ cho quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước 837,25 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ ước tính đạt 1.006 tỷ đồng. Quỹ đã thực hiện ký kết hợp đồng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với 14 dự án với tổng giá trị 107,79 tỷ đồng. Tổng giá trị chấp thuận giải ngân là 106,512 tỷ đồng. Số đã giải ngân là 92,5 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 52,932 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Do đó đã góp phần vào việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Như vậy, sau khi nghị định số 39 của Chính phủ được ban hành, các bộ ngành đang triển khai tích cực để có các văn bản hướng dẫn, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ căn cứ pháp lý cho Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm hoạt động. Qua đó hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.